Theo thống kê ban đầu, Quảng Nam có 3 người chết và gần chục người bị thương. Hàng chục ngàn ngôi nhà sập, đổ và tốc mái. Nhiều trường học, trạm biến áp, trụ điện gãy đổ, mạng lưới giao thông nhiều nơi ách tắc và chia cắt do lũ thượng nguồn đổ về. Điều đáng lo ngại, các thủy điện đầu nguồn hoạt động xả lũ mức lớn nên cuối giờ chiều nay đã xuất hiện lũ báo động cấp 3 và trên cấp 3 đến hơn 1 mét. Hiện Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Đại Lộc đã chỉ đạo tiếp tục di rời khẩn cấp 916 hộ dân với khoảng trên 2.700 khẩu vùng ven sông Thu Bồn và Vu Gia đến nơi an toàn. Việc di rời sẽ được tiến hành trong tối và đêm nay. Số cái nhà thì hiện nay là về tôn họ cũng đã hư rồi, đã đinh đã bị mục rồi, cho nên là có chằng thì nó cũng có một cái lo, nhưng mà chằng lên thì nó cũng đã bị thật. Ngoài địa bàn, thành phố Hội An cũng chỉ đạo cho các địa phương tiến hành sơ tán hơn 1.500 người dân ở 8 phường ven sông Hoài có nguy cơ ngập lụt đến nơi an toàn, tránh tình trạng thiệt hại về người. Hiện thủy điện Đắc Mi 4, A Vương, sông Bung 4 và sông Bung 5 tại địa phương này đang tiếp tục nâng mức xả lũ lên cao, dẫn đến mực nước vùng hạ du của các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn và Hội An đã đạt đỉnh báo động 3 và trên báo động 3. Nhiều vùng trũng thấp ven sông Vu Gia đã bắt đầu ngập sâu trong lũ, nhiều hệ thống đường giao thông bị cô lập. Hôm nay là ở Cù Lao Chàm thì bị sói lở rất là lớn. Ở hiện nay ở Đại Lộc này thì cái dòng sông của Vu Gia này hiện nay là đang cũng sói lở, chúng tôi đang đi kiểm tra trực tiếp. Tình hình chung thì cũng sẽ tổng hợp, nhưng mà đến nay thì mực nước là đang dâng lên ở Đại Lộc thì báo động 2, ở Hội An là đang báo động 3, do các hồ nước bây giờ là mực nước lũ về rất là lớn ở trên hồ thủy điện, sẽ điều tiết cố gắng là chỗ nào để hạ lưu không ảnh hưởng. Thì tôi cho rằng các nhà máy thủy điện bây giờ là tỉnh đang chỉ đạo hết sức lực quyết liệt và có khả năng sẽ giảm cái mức lũ để gây hại cho hạ lưu. Tỉnh Quảng Nam cũng đã yêu cầu các đơn vị thủy điện không được nâng mức xả lũ, riêng đối với thủy điện Đắc Mi 4 phải giảm mức xả lũ để đảm bảo an toàn và tính mạng, tài sản cho người dân ở vùng hạ du.